sương chất trên bờ vai gầy. Nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời. Nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Xót xa bão giông đã qua đời cha hiền. Nhìn lại một đời đi qua cha không tiếc nuối, nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn. Con mãi nhớ cha luôn khuyên con biết sống làm người. Con mãi nhớ cha, cha vì con lắng lo suốt đời. Nay con thành người biết làm chi đây báo đáp. Nguyện luôn khắc ghi ơn cha dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Niềm vui cuộc đời con gọi tiếng
xin phía gia đình đám cưới tất cả là xa ta sang nhà và phía bên ngoài xa một chút đi ạ. Xin trân trọng đề nghị luôn. We'll be right back.
được rồi. Xin cho linh hồn này sẽ thấy mặn tiếng Chúa tình thương. Nguyện xin Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, cuộc sống con người chúng ta cũng dễ trải qua các giai đoạn của cuộc sống, sinh bệnh lão tử. Hôm nay chúng ta cùng tập trung tại ngôi thánh đường của giáo sư chúng ta một lần cuối để chúng ta tiễn đưa ông trưởng Vinh Sơn về với đất mẹ, trở về nhà cha trên trời. Chúng ta cũng xin Chúa thứ tha những lầm lỗi thiếu sót để cho ông được hưởng ánh sáng tôn ngàn Thiên Chúa và để hiệp sự thánh lễ để được sốt sáng tái thành tâm sám hối. Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là ông trưởng Vinh Sơn đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ai Ca. Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên đi những điều tốt lành. Tôi đã nói, vinh quang của tôi đã tiêu tan, và niềm hy vọng của tôi nơi Chúa không còn nữa. Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con. Linh hồn tôi tan nát trong tôi khi nhớ hoài điều đó, nhưng đây là điều tôi muốn nhắc nhở trong lòng. Nhờ đó mà tôi vẫn còn hy vọng. Chính nhờ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã không bị diệt vong. Vì lòng thương xót của Chúa không hề tàn phai, nhưng vẫn nhớ hoài mỗi buổi sáng, và sự trung tín của Ngài thật lớn lao. Hồn tôi đã kêu lên, Chúa là phần gia nghiệp của tôi, nên tôi trông đợi nơi Ngài. Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với tâm hồn kiếm tìm Ngài. Im lặng trông đợi ơn cứu độ của Chúa là một điều tốt lành. Đó là lời Chúa. Chúa, chân nơi Chúa, chân nơi tôi.
đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh thì người đã dẫn tôi về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, không do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước chứ không phải vì đã thấy. Vậy, chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa, bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật Thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Các con hãy tỉnh thức. Các con hãy sẵn sàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, mỗi dịp mà chúng ta dừng lễ ăn táng hay lễ dỗ cầu nguyện cho một người, chúng ta thường được nghe lời Chúa mời gọi. Mời gọi chúng ta hãy sống trong tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức. Vì sao? Vì con người chúng ta sinh hữu hạn tử bất kỳ. Con người chúng ta ai ai cũng phải chết. Và chết cách nào? Và chết như thế nào? Và đặc biệt người Kitô hữu chúng ta chết ở trong tình trạng tâm hồn của mình như thế nào mới quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ lễ an táng của ông trưởng Vinh Sơn.
cũng là một lần nữa mà nhắc nhở cho chúng ta. Nay chúng ta tiễn đưa ông về nơi đất mẹ, về nơi lòng đất, thì sẽ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được người khác đưa chúng ta về nơi đó. Nhưng không phải trở về một lòng đất không, mà trở về với Thiên Chúa tình yêu. Chết là một cuộc trở về. Chúng ta đang sống trong cuộc sống nơi dương gian này là một cuộc sống của những người nữ hạnh đang tiến bước về nhà Cha trên trời. Tiến bước chứ không phải chúng ta đứng yên tại chỗ. Đừng bảo là chúng ta đứng im. Kể cả về địa lý là cái trái đất chúng ta vẫn đang từ từ quay, chứ không phải đứng im tại chỗ. Với ý nghĩa của siêu nhiên thì ta đang tiến bước, phải tiến bước trong cái đời sống đạo của mình, phải mỗi ngày một tiến bước dần lên. Chúa Giêsu bảo các con hãy là muối cho đời, hãy là ánh sáng cho trần gian, hãy là men trong thúng bột để làm cho cả thúng bột được dậy men. Và cái sứ mạng, cái ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta, ơn gọi nên thánh và trở nên ánh sáng, đã đem tin mừng của Chúa đến. Chúa sai mỗi người chúng ta đi, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, không phải chỉ dành cho các linh mục, các tu sĩ đâu, thưa là cho tất cả mỗi người chúng ta. Khi đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta mang trong mình cái ơn gọi, cái sứ mạng đó, trở nên ánh sáng, một sự tiến bước, phải bước đi trong ân sủng của Chúa, bước đi trong hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bước đi trong ánh sáng của đời Chúa soi dẫn mình. Như Thánh Phaolô ngài nói, tôi sống không phải tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi, một đời sống kết hợp với Chúa. Khi ta sống kết hợp với Chúa, khi chúng ta sống trong ân nghĩa Chúa, là đang sống trong cái tình trạng tỉnh thức, luôn sẵn sàng chờ đợi người chủ đi ăn cưới về. Nhưng nãy tôi nói rằng sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Người ta chết có thể nhiều cách khác nhau lắm. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta sống trong cái tình trạng tâm hồn của mình như thế nào, trong ân sủng của Chúa hay mất ân nghĩa cùng Chúa. Trong ngày lễ các thánh nam nữ trên trời, chúng ta đã được dịp ta tôn vinh các thánh nam nữ trên trời. Trong đó có thể là ông bà cha mẹ của chúng ta, những người đã chết, những người đã được xã hội tuyên thánh, những người chết trong ân nghĩa Chúa và đã đền tội đổ. Rồi trong ngày lễ các đặng linh hồn, những người chết trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa đền tội đổ. Và có một điều rất đặc biệt, ông trưởng Vinh Sơn được Chúa gọi về đúng ngày mùng 2 tháng 11, ngày lễ các đặng linh hồn. Đó là dịp cho mỗi người chúng ta cũng nhớ đến ông, và con cái cũng nhớ tới ông. Và ông cũng đã được nhiều lần Chúa vậy gọi là sao? Chúa gọi là động rồi, rung rồi, nhiều lần cấp cứu lắm rồi. Nhưng một điều tôi thấy rất đặc biệt ấy, là sau khi mỗi khi mà ông khỏe lại thì ông lại tiếp tục không những đi thánh lễ này mà ông tham gia vào cái hội bát âm của giáo xứ. Cũng là một điều, cái tinh thần yêu mến hội đoàn, rồi yêu mến giáo xứ, rồi yêu mến Chúa, cũng là một tinh thần phục vụ, một tinh thần hăng say, chứ không phải rằng ta yếu rồi thôi, ta không phục vụ, không tham gia nữa. Cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta là hãy tích cực làm việc lành phúc đức ngay khi còn sống ở đời này. Còn sức thì hãy cố gắng mà làm, còn sức thì hãy cố gắng lập công đền tội ngay ở đời này đi. Còn sống đời này thì hãy làm việc lành phúc đức đi, hãy tích đức cho mình đi.
có thể cho cả con cái cháu chắt nữa. Hãy sống đạo đức thánh thiện đi. Chứ khi mà mình chết rồi, mình không có cơ hội mình làm gì nữa đâu. Chết rồi chỉ cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa này. Chết rồi thì cậy dựa vào cái việc hy sinh, việc cầu nguyện của những người thân của mình. Rồi tất nhiên thì xã hội vẫn xưng lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong các thánh lễ. Nhưng mà lúc đó mình phải cậy dựa vào người khác. Còn khi mình sống thì mình làm cho mình. Mình rồi làm cho đời, làm cho xã hội, làm cho người khác. Hãy làm. Mỗi người hãy làm theo khả năng trong ơn gọi trong bậc sống của mình. Kể cả mình ở trên giường bệnh không làm được gì mà người khác thấy, nhưng ta hãy làm bằng việc hy sinh dâng những đau đớn, cái tuổi già, cái bệnh tật của mình kết hợp với của nế Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập giá, của nế hy sinh của một của nế đền tội cho mình cũng cho người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Thì mỗi người chúng ta hãy làm những việc lành phúc đức, dâng những lời cầu nguyện, việc hy sinh, việc dâng lễ của chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Và cũng như ta cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện trong trưởng Vinh Sơn, để Chúa thứ tha những lầm lỗi thiếu sót trong ơn gọi trong bậc sống của ông, để ông được hưởng ánh sáng tôn nhan Thiên Chúa. Amen. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết trong đời ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúa đã sai Thiên Thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang tóc, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại nhờ suối nguồn ơn cứu độ qua thánh lễ an táng này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Vinh Sơn được hưởng lòng Chúa xót thương và được sống bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho ông Vinh Sơn được hưởng vinh quang nước Chúa, và cho chúng con mai sau cũng được sum vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Come.
chốn âm u ngày đêm ban ngày, cầu Chúa thương đưa về thiên cung. Xin Chúa dẫn đưa về nơi phong trường sinh quê hương Chúa tròn cho Abraham và con cháu. Khẩn khoản văn này xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là ông Vinh Sơn. Để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu sau gương mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người để tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tôi tới Chúa là ông trưởng Vinh Sơn, và hôm nay Chúa đã gọi ta khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bậc quyến thuộc chúng con đã hy trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này, xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Vâng, nên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sơn, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Này Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thưa cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương, cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đã khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trưa nay của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây xin Thiên Chúa, đây đã xóa tội trần gian, phó cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đan Chúa ngỡ vào nhà con, đây xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ân đền trong bí tích thánh thể. Xin đoái thân cho người anh em chúng con là ông Vinh Sơn ngựa của ân này, để đạt tới chính bản tiệm muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trì muôn đời. Tại chủ viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Xuân Ngọc Xuân Trần, Nam Định, thư phân ưu. Được tin ông trưởng Vinh Sơn Đỗ Văn Dũng thuộc giáo khu Bắc, giáo xứ Phú Ninh, là ân nhân của Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã yên nghỉ trong Chúa ngày mùng 2 tháng 11 năm 2024. Đức cha Tô-ma, quý cha giáo và toàn thể quý thầy của Đại chủng viện xin hiệp ý cầu nguyện cho ông trưởng Vinh Sơn và thành kính phân ưu cùng với gia đình tăng quyến. Đại chủng viện sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông trưởng Vinh Sơn vào sáng Chúa nhật ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024 và các Chúa nhật tiếp theo tại nhà nguyện Đại chủng viện. Cùng với lời phân ưu, Đại chủng viện xin bày tỏ niềm tri ân sâu xa đối với ông trưởng Vinh Sơn vì đã có lòng quảng đại đóng góp cho chương trình đào tạo các linh mục của giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay nhân đánh đón tiếp và ân thưởng ông trưởng Vinh Sơn trong nước Chúa, thành kính phân ưu. Bùi Chu ngày 3 tháng 11 năm 2024, Linh Mục Đa Minh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại chủng viện. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vì chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống này sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng nắng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống này trong con đời, gọi nhà và người bản thân
con xin đại diện giao ban, con xin cảm tạ cha và trên giáo xứ, cảm ơn hội đồng giáo xứ, giáo họ, giáo cô, các đoàn hội, quý cộng đoàn lời cảm ơn. Sau khi đưa thi hài các con về nơi an nghỉ cuối cùng, kính mong toàn thể quý vị về gia tăng hồi hướng gia đình chúng con đón tiếp và cảm tạ. Con xin cảm tạ. Thank you.
cũng như trên trời. Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin thứ để chúng con tha thứ cám dỗ những khi chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Thank you.
bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời. Nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao nguyên, nhân chìm con trong mê đắm phù hoa. Nào ra đi bình yên đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ giữ phần phúc lòng cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Chiều như đông qua đi, vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường số phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao nguyên, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
biết đau đớn, chỉ biết kêu xin mẹ đoàn về nơi kiếm tòa cao xa, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn. Em khóc than còn vòng ngân với tháng năm ngoài đơn đau. Mẹ hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi đỉnh từ vực sâu. Em khóc than còn vòng ngân với tháng năm ngoài đơn đau. Lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi người.